cho các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một món ăn nữa, đó là món canh chua cá Úc. Đây là cái tô canh chua cá Úc của mình nấu xong rồi nè. Mình nấu với rau là rau muống, bạc hà và bông sứ đũa nha. Rồi mình và các bạn cùng bắt tay vào làm cái món này. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có nè, cá Úc này là 3 con nha. 3 con cá Úc. Mình mua cá Úc này loại lớn, bữa nay mua được cá loại lớn nè. Đồ bổi của món canh chua hôm nay thì mình sẽ nấu với bông sứ đũa. Bông sứ đũa này là 400g bông sứ đũa nè. Bông sứ đũa trắng, rau muống. Rau muống này là một bó rau muống nha. Rồi bạc hà là một cây bạc hà. Cái này là mình mua mà lặt sẵn hết rồi nha các bạn. Mình đã lặt sẵn hết rồi đó. Rồi lá quế, xíu lá quế. Hôm nay mình nấu canh chua với me, một cục me. Cái cục me này là xài không có hết đâu á, khoảng chừng 70% thôi à. Thì mình xài mà mình lượng bao nhiêu thì một lát mình sẽ nói cho các bạn sao nha. Và kèm theo đó là gia vị. Mình sẽ rửa cá Úc nha. Cá là mua ngoài chợ là đa số là người ta đã làm sẵn hết trơn rồi đó, thấy không? Người ta cắt sẵn hết cho mình rồi đó. Thấy không? Cắt móc ruột luôn rồi, làm sẵn hết rồi. Cái vây người ta cũng cắt bớt rồi đó. Rồi mình về mình chỉ rửa là cho nó sạch nha. Móc bỏ cái mang. Cái mang mình phải móc bỏ cái ruột nè. Cho nó sạch. Còn nếu như những cái cá nào mà mình cái phần mang mình giữ lại là mình phải nấu nước sôi, mình rửa mình cạo sạch cái mang này, thì cái mang là cái nơi mà nó lọc máu, nó dơ lắm, chứ là cái máu nó tanh lắm. Rồi vậy rửa như vậy đó là mình đã rửa xong một con cá Úc rồi đó. Lần lượt như vậy rửa hai con cá Úc còn lại. Hôm nay mình sẽ nấu canh chua cá Úc. Rồi cá Úc mình đã làm xong rồi nè nha. Mình mần cá xong rồi, bây giờ là mình sẽ rửa mấy cái rau nha. Bạc hà mình rửa sạch nè. Rửa sạch để cho nó ráo nước. Khi mình rửa mình nhớ vuốt kỹ mấy chai trong cái khe này nha các bạn. Rồi rửa sạch lá quế cũng để ráo nè. Rồi bông xua đũa mình cũng rửa sạch luôn. Xua đũa thường là nó có hai loại lần đó, màu trắng và màu tím. Bữa nay mình chỉ mua bông xua đũa màu trắng nha. Mà màu trắng nó ăn nó ngon hơn. Nếu như mà mấy người mà người ta thích ăn có vị nhẫn, nó ăn cái xua đũa trắng này nè. Tại vì xua đũa trắng nó sẽ có được cái hơi nhẫn đắng đắng á. Xua đũa màu tím thì nó không có gì đó, nhưng mà nó sẽ có vị chát. Rồi rau muống nè, mình cũng rửa sạch rau muống luôn. Để cho nó ráo. Rồi mình rửa cá xong rồi, bây giờ mình sẽ khứa cá ra nha. Con cá này là mình khứa ra làm 4. Đó, một con cá mình khứa như vậy nha. Mình nấu canh thì mình khứa cái khoảng như vậy nè. Nếu như mà mình kho thì mình cái khứa này là mình sẽ khứa cái làm đôi nữa nha. Rồi mình khứa như vậy là với hai con cá kia nữa. Đó. Rồi bạc hà nè, mình cắt xéo dài nha các bạn. Cắt hết một cây bạc hà. Sau khi mà mình đã chuẩn bị xong nguyên liệu thì mình sẽ nấu nha. Mình bắt cái nồi nước lên nè. Cái nồi này khoảng chừng 3-4 lít nước á. Rồi mình cho cục me vào. Cục me này mình lấy khoảng chừng 70% của cục me nãy thôi đó. Là cục me này nếu mà cân ra là khoảng chừng chắc 50g nha các bạn. Nấu cho cái nồi nước nó nóng lên, rồi cục me nó mềm, rồi mình sẽ dầm me. Nồi nước của mình nó đã sôi lên rồi nè, me nó cũng đã chờ, nó cũng đã mềm rồi đó. Mình sẽ dùng một cái vợt và mình vợt me, vợt lấy cái nước chua của me. Nó giờ cũng vậy đó, còn phần hột thì mình sẽ bỏ nha các bạn.
Rồi bỏ. Me xong thì mình sẽ cho cá vào nha. Lúc này cái nồi nước của mình cũng đã sôi, đã nóng rồi đó. Mình nó cho cá thì mình phải cho cá lúc mà cái nồi nước nó sôi. Chứ mình cho lúc nước nguội thì khi mà nấu xong cái nước nó tanh cá lắm. Cho hết phần cá út vào. Rồi cho cá xong thì mình sẽ nêm đến lúc này luôn. Tiên là sẽ nêm muối. Cho vào khoảng chừng một muỗng canh muối. Nửa muỗng bột ngọt. Hai muỗng canh đường. Rồi mình tiếp tục mình nấu, mình đợi cho cái nồi canh, cái nồi cá của mình nó sôi lên để cho cá nó chín. Cái nồi canh của mình sôi lên nè. Có bọt là mình phải vớt sạch bọt nha. Bọt là cái phần dơ, bởi vì mình mới vớt cho nó sạch. Rồi sau khi mà đã vớt bọt rồi nè, lúc này cái nồi canh của mình nó sau nãy giờ đó là cá cũng đã chín rồi đó. Mày là cũng đã chín rồi nè nha, nó thịt nó trắng lợi đó. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ rau vô nha các bạn. Mình cho rau muống vào. Như luôn bạc hà. Rồi mình đè cho rau muống cho bạc hà nó xèo xuống. Rồi lúc này là mình sẽ nêm nếm là chả dừa ăn luôn nha các bạn. Cái phần nêm nếm thì các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Nồi canh hồi nãy là nêm hơi lẹ, tại vì phần nước nhiều đó, mình sẽ dặm thêm một xíu muối nữa. Chút bột ngọt nữa, ít thôi, nãy mình đã cho rồi. Rồi khi mà cái rau muống của mình cho nãy giờ nè, đè xuống nó xèo rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bông su đũa vào. Cho bông su đũa vào và mình để xuống cho nó xèo luôn nha. Rồi lúc này là mình sẽ cho vào thêm xíu nước mắm nữa. Cho vào thêm xíu nước mắm để cho nó thơm. Nước mắm thì bạn cho sao nha, đặng cho nó còn giữ mùi thơm của nước mắm. Nếu mà bạn cho sớm quá sẽ làm cho mất mùi nước mắm á. Và mình xắt những lá quế ra. Để nguyên lá là nó sẽ không thơm. Rồi xắt lá quế rồi mình cho vào nồi canh luôn. Vừa cho lá quế vào là nồi canh nó thơm lên liền. Rồi đơn giản như vậy là mình đã nấu xong cái món canh chua cá út rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ múc ra tô lúc nóng luôn nha. Vậy là mình đã nấu xong món canh chua cá út này nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ ăn thử cho các bạn xem. Đây là mẹ mình. Hôm nay là mẹ sẽ dùng món canh chua này nha. Ăn cơm với canh chua nấu canh chua cá út nấu với rau muống hà và bông su đũa. Rau cá út này là cá út xong nè, út xong mua về nấu canh chua rất là béo. Tắm với nước mắm. Cá này béo lắm, mềm đặc, mềm ngọt ngon. Ăn cơm với canh chua cá út này rất là ngon. Trang món nước canh. Đặc biệt là cái bông su đũa. Bông su đũa mà nấu với canh chua cá út ngon lắm. Bông su đũa này là bông thiên nhiên. Bông thiên nhiên. Nó không có thuốc, ăn rất ngon, nó đảm bảo sức khỏe. Có út nấu canh chua thịt rất là ngọt. Út này là cái út xong á, nấu canh chua thịt rất là ngọt. Cái út này có nhiều loại không mẹ? Có. Đúng là có nhiều loại lắm. Cái người ta còn gọi là cá út biển á, gọi là út xào. Cái này mà ngoài nấu canh chua ra mình làm món gì ngon mẹ?
này còn kho mắm, ốc tinh chua, kho mắm. Nó hơi là mình kho tương. Kho tương. Mẹ chưa làm món kho tương cho ăn nha. Rồi kho mắm cũng rất là ngon nè. Vậy là mình đã chia sẻ xong cái món canh chua cá Úc này nha các bạn. Hy vọng với những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn, sẽ giúp cho cái thực đơn của gia đình bạn thêm thêm ngon hơn, thêm phong phú hơn nha. Mấy ba các bạn, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.